Thì khi chúng ta giao dịch thì theo tôi thì chúng ta cũng nên đầu tiên là thận trọng. Chúng ta lựa chọn các cái nguồn mua bán uy tín và chỉ giao dịch ở trên những cái trang hoặc là những cái app giao dịch uy tín. Khi có những cái giao tiếp qua mạng thì những cái người đưa đường link cho chúng ta hoặc là yêu cầu chúng ta nhập mật khẩu hoặc là vay tiền thì chúng ta phải hết sức thận trọng, và thường đấy là những cái dấu hiệu của yếu tố lừa đảo. Đối với những cái website chính thống thì người ta sẽ có những việc làm bài bản và nội dung nó sẽ chuẩn chỉ theo đúng cái nội dung của những cái đơn vị phát hành đó. Thì đấy là những cái đơn giản nhất mà người dùng có thể theo dõi. Còn nâng cao hơn ý, thì mọi người sẽ phải kiểm tra như là kiểm tra IP của cái domain đấy xem có cấp phải cho chính cái đơn vị đấy hay không, hay là kiểm tra cái chứng thư số ở trên cái địa chỉ domain đấy là có được cấp bởi một đơn vị phát hành chính thống và cấp cho cái đơn vị đấy hay không. Trước hết là nếu như các cái phương thức xác thực mà chỉ dùng mật khẩu không thì đấy là những cái phương pháp xác thực đã lỗi thời, và hiện nay thì cũng hầu hết là các nhà cung cấp dịch vụ ngân hàng thì đều đã không sử dụng cái đó. Và cái thứ hai là các cái trong số những phương thức xác thực mà hai yếu tố, tức là ngoài mật khẩu ra, thì hiện nay cái OTP qua SMS thì được đánh giá là kém an toàn hơn so với những phương pháp khác, dẫn đến là có thể hacker sẽ lợi dụng được. Và chúng ta nên dùng các cái app OTP ở trên thiết bị thông minh, hoặc là chúng ta cũng có thể sử dụng các cái công nghệ mới mà nhà cung cấp dịch vụ đưa, một số nơi đã sử dụng ví dụ như là sinh trắc học. Và sắp tới ngân hàng sẽ phối hợp với Bộ Công an để lắp đặt những thiết bị tại quầy, và thiết bị này sẽ đọc con chip của căn cước công dân để xác thực được khách hàng đúng là khách hàng và không dựa vào mắt thường nữa. Và cái việc này sẽ giảm thiểu rất nhiều những việc giả mạo và gian lận tên quầy. Thống kê của Saida cho thấy thì là riêng trong năm 2022 thì có hơn 13 triệu các cái tên miền độc hại được sinh ra nhằm để tấn công người sử dụng. Điều đó nghĩa là trung bình một tháng hơn 1.1 triệu các cái tên miền được sinh ra. Thì như vậy là rất nhiều, và nó đang tấn công hàng ngày liên tục chứ không chỉ mỗi dịp lễ.